Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo cái background cho cái file PowerPoint này. Ok. Thì đầu tiên để các bạn tạo được cái background, các bạn chuột phải cho mình vào trong cái khoảng không trống này. Các bạn chọn đến cái dòng là format background. Ok đây. Thì cái bảng format background này hiện lên. Ở đây đầu tiên là chế độ đầu tiên đó là ô solid fill. Solid fill là sao? Bây giờ mình sẽ ví dụ. Solid fill nó sẽ đổ màu lên cái background này nha. Ở đây mình sẽ chọn màu ở phần color này. Ấy da, chọn ở đây mình sẽ đổ cho nó là màu hồng cam này đi. Đó, thì các bạn thấy chưa, cái màu nền của mình bắt đầu nó đã có màu cam rồi. Bây giờ mình thấy cái màu này đậm quá, mình muốn nó nhạt lại thì làm sao? Ở đây nó sẽ có một transparency đây, đây nha. Thì mình chỉ việc kéo cái thanh này này, càng kéo lên đó thì nó sẽ càng nhạt lại nha. Này, thấy chưa? Nó nhạt lại nha. Ok, đó là chế độ đầu tiên. Cái chế độ thứ hai đó là chế độ gradient fill. Gradient fill ở đây á là mình sẽ đổ được hai màu hoặc là ba màu, bốn màu hòa trộn lại với nhau. Ok, đây. Đầu tiên là cái thanh ở đây. Mình sẽ chọn cái nó là màu gì? Muốn chọn màu á thì các bạn lăn chuột xuống và chọn ở color nha. Click vào trong cái thanh này và chọn color. Đầu tiên mình sẽ chọn màu đỏ nè, thì các bạn thấy xuất hiện màu đỏ ở đây không? Rồi cái thanh thứ hai mình kéo lại gần gần đây nè. Mình cho nó là màu vàng đi. Mình chọn vào cái thanh thứ hai rồi mình chọn vào trong cái color này. Đây. Cho nó màu vàng thì các bạn thấy màu vàng không? Xuất hiện màu vàng không? Tương tự với những thanh phía sau này nha. Nhưng mà cái chế độ này thì mình nếu mà không biết dùng thì hạn chế dùng nha. Chứ dùng vô nó còn không đẹp đâu. Rồi. Tiếp tục chế độ thứ ba, chế độ thứ ba chính là picture or text. Ok, thì sau khi các bạn chọn ở đây thì các bạn sẽ thấy nó như thế nào. Đây, nó sẽ ra một cái nền ha. Một cái nền có sẵn ở đây. Thì cái này là nền gọi là cái background mặc định của cái thằng PowerPoint. Bây giờ mình muốn thay đổi cái background này thì làm sao? Mình sẽ chọn ở đây nhé. Các bạn chọn cho mình vào cái phần là picture suộc này. À. Nhấn vào insert. Rồi cái bảng nó hiện lên, nó sẽ có các chế độ ở đây, rất là nhiều chế độ nhưng mà các bạn chú ý cho mình hai chế độ chính thôi. Chế độ tiên là from a file. Thì nếu mà chọn cái chế độ này các bạn sẽ lấy một cái file ở trong cái máy tính của mình nha. Nha. Chọn đây thì các bạn dẫn đến đường dẫn để lấy cái background đó. Mình sẽ ví dụ ở đây mình sẽ chọn đến desktop nè, sau đó là chọn background của cái máy tính, background mà mình đã lưu trên máy á. Đây, chọn ở đây đó thì bạn thấy chưa, nó đã che một cái background của mình vào trong này rồi. Ok nha. Rồi cái chế độ thứ hai thì sao? Bây giờ chế độ thứ hai thì bạn insert này, các bạn chọn đến, chú ý đến chế độ thứ hai đây là chế độ online picture, có nghĩa là mình sẽ search ở trên online, trên mạng internet nha, những cái background mà mình thích. Thì đây nó sẽ có nhiều chủ đề, các bạn cứ chọn chủ đề mình thích là được. Ở đây mình sẽ chọn một cái chủ đề gọi là tree đi, là cái cây đi ha. Thì chọn vào đây nó sẽ hiện ra rất là nhiều cây, thích cái background nào thì chọn background đó ha. Ok, thì ở đây mình sẽ chọn đại một cái background ở đây, cây xanh này, nhấn insert đó, đại một xíu đó, thấy chưa? Thì bây giờ nó đã chèn vào rồi. Thì các bạn muốn thay đổi cho nó sẽ có những cái chế độ chỉnh ở phía dưới đây. Là một transparency này. Cũng giống như phía trước hồi nãy mình nói là mình có thể điều chỉnh được cái độ mờ hoặc là độ đậm nhạt cho cái background này. Bây giờ mình sẽ kéo ra xa thì nó sẽ mờ lại ha. Ok chưa? Rồi, chú ý cái tiếp theo dưới này là cái offset left, offset right, offset top, bottom. Thì cái này là tượng trưng cho bốn góc. Mình muốn cái này thu nhỏ lại hoặc là di chuyển lên, di chuyển xuống thì mình chỉnh ở đây nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh ở chỗ offset left để xem thử nó như thay đổi như thế nào nha. Nếu mình cho nó chế độ dương này thì cái này bên cái góc bên trái này sẽ top vào, còn nếu mà âm thì nó lại top ra, tương tự vậy thôi. Đây, cho nó âm lại này thì nó giãn ra thôi, chưa từ từ với right, top và bottom nha. Rồi, và cái chế độ cuối cùng ở đây là apply to all, có nghĩa là khi mà mình có thêm một cái new slide, một cái slide 2 này nữa đây, mà mình muốn cái slide 2 này áp dụng cái background của slide 1 á, thì mình chỉ cần chọn là apply to all thì cái slide 2 này tự động nó sẽ gắn cái background vào luôn nha. Tiếp tục cái cuối cùng ở đây là bottom fill. Đấy, bottom fill này thì nó sẽ có một số cái mặc định của cái slide. Đây, một số cái biểu tượng này, những cái ký hiệu này đó. Này, tương tự với trong phần mềm vẽ như những phần mềm AutoCAD rồi đó, thì cái bottom này là những cái mặc định của slide có sẵn thì mình cứ chọn thôi. Nó chọn xong rồi mình thích đổ màu cho nó thì mình lại kéo xuống
và mình có quyền mình đổ màu vào trong này. For foreground nó đang màu xanh, bây giờ mình cho nó màu đỏ này, thấy chưa, thì nó thành màu đỏ. Còn cái background này á là những cái kẽ xen kẽ thôi, bây giờ muốn đổ một màu khác thì nó lại chèn vào đó, thấy chưa, ok nha các bạn. Rồi thì xong cái phần mà mình đã hướng dẫn các bạn là cách để các bạn thêm cái ảnh nền vào trong video này rồi. Bây giờ còn một cái nữa mình muốn nói ở đây là cái chỗ mà các bạn insert cái background từ máy tính vào, thì nó có một cái cách thứ hai, đó là các bạn chọn insert nha, sau đó phần một picture này các bạn có thể chèn ảnh hoặc là chèn bất kỳ cái gì vào đây cũng được. Ở đây mình sẽ chèn một cái logo vào nha, thì mình chọn là picture rồi mình chọn this device đây, chọn ở đây thì nó cũng dẫn tới đường dẫn. Bây giờ mình có thể chèn một cái ảnh này vào, click vào đây đó, thì các bạn có thể tùy chỉnh bằng các cái nút tròn tròn này này, thích ở đâu cũng được đó, kéo lên, ok chưa. Rồi và một cái cuối cùng nữa là quan trọng là bây giờ mình muốn cái này á, nó đang ở trên cái background đúng không, mình muốn nó phía dưới thì mình chuột phải mình chọn, các bạn chọn cho mình là send to back nha, send to back này, thì cái này nó sẽ nằm phía dưới đó, những cái chữ này nó sẽ nằm phía trên để mình có thể đánh chữ vào được nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha, bye bye.